Vâng, Tuấn Cương, 148, 150, 154 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận. Rất hân hạnh được đón chào và kính chúc cô chú anh chị em đang theo dõi livestream của Tuấn Cương đang được truyền hình trực tiếp trên các làn sóng bán hàng của Tuấn Cương như Zalo, Facebook, Fanpage xe máy giá rẻ thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt trên kênh YouTube xe máy Tuấn Cương có một buổi chiều vui vẻ, tươi trẻ, hạnh phúc và đồng thời luôn đồng hành ủng hộ Tuấn Cương trong tất cả các diễn đàn của Tuấn Cương. Và thưa cô chú anh chị em thân mến, như tiêu đề Tuấn Cương đã ghi thì Tuấn Cương sẽ lên sóng báo giá một số xe về buổi sáng. Đó là 3 chiếc dòng xe ga Piaggio cao cấp mới về trong buổi sáng ngày hôm nay. Và Tuấn Cương sẽ review báo giá cho cô chú anh chị em trực tiếp trên buổi live ngày hôm nay. Đó, và trong lúc mà Tuấn Cương lên live thì anh chị em có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào, Honda hoặc Piaggio hoặc bất cứ sản phẩm nào bên Tuấn Cương thì cứ comment bên dưới cho Tuấn Cương. Tuấn Cương sẽ đọc comment và sẽ đi chi tiết báo giá cho cô chú anh chị em chiếc xe mà anh chị em có nhu cầu sử dụng. Và trước khi đi vào thì Tuấn Cương sẽ lướt qua một vòng tất cả các cái sản phẩm đang được bày bán đợi chờ cô chú anh chị em đến với Tuấn Cương trong buổi chiều hôm nay. Rồi, thì như tiêu đề thì Tuấn Cương sẽ lên báo giá từng xe một cho cô chú anh chị em. Anh chị em nhớ đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube xe máy Tuấn Cương để ủng hộ Tuấn Cương mỗi khi mà Tuấn Cương có các cái sản phẩm mới về lên sóng review báo giá cho cô chú anh chị em trên các cái diễn đàn của Tuấn Cương. Và tất cả các sản phẩm của Tuấn Cương đang được bày bán tại đây thì anh chị em thấy và cần có nhu cầu sử dụng thì có thể xem lại các cái video mà Tuấn Cương đã review rất là kỹ và chi tiết từng sản phẩm một, báo giá từng sản phẩm một trên các cái kênh bán hàng của Tuấn Cương, nhất là trên kênh YouTube xe máy Tuấn Cương. Và đặc biệt là anh chị em nào ở thành phố thì có thể ghé tới địa chỉ 148 150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại đây Tuấn Cương sẽ có các cộng tác viên của Tuấn Cương sẽ hỗ trợ cô chú anh chị em chạy thử xe, test xe và tư vấn cho cô chú anh chị em nhiệt tình chú đáo với tất cả các cái sản phẩm Tuấn Cương đã lựa chọn rất là kỹ để phục vụ cô chú anh chị em. Và anh chị em thân mến, cũng như cái tiêu đề mà trên các cái video Tuấn Cương lên sóng từ ngày 30 tháng 4 cho hết ngày mùng 10 tháng 5 thì Tuấn Cương có, ngoài các cái giá xe liêm yết ra thì Tuấn Cương còn có phần quà trị giá 2 triệu đồng dành tặng cho tất cả quý khách hàng, cô chú anh chị đến mua sản phẩm bất cứ xe nào của Tuấn Cương thì đều nhận được cái phần quà đó, là đến từ 30 tháng 4 và đến hết ngày mùng 10 tháng 5. Đó, đấy là cái thông báo của Tuấn Cương. Rồi, và không để mất thời gian nhiều của anh chị em nữa thì Tuấn Cương sẽ đi vào 3 chiếc xe mà Tuấn Cương muốn review báo giá cho cô chú anh chị em trong buổi chiều hôm nay. Đầu tiên và trước hết là một chiếc xe Vespa Spring bản xanh bộ đội rất là đẹp, bản cao cấp. Vâng, em chào anh Hưng Lê, Mạ Lúa, Công Đăng, Thái Bảo. Cảm ơn tất cả anh chị em đã vào diễn đàn của Tuấn Cương. Và tiếp tục thì con này Tuấn Cương đang review cho cô chú anh chị em là một chiếc xe Vespa Primavera Spring của dòng Piaggio phiên bản cao cấp. Đấy, đời cao. Và bản này là sở hữu động cơ EZ thắng ABS, siêu tiết kiệm xăng luôn nhá. Chào Lê Hữu Vịnh. Đó, thì trong lúc Tuấn Cương like thì anh chị em cần sản phẩm nào, cần tư vấn gì cứ comment bên dưới cho Tuấn Cương nhá. Đó, chiếc xe này là Tuấn Cương bán cho cô chú anh chị em bản cao cấp giá 58.500.000, bao công chứng giấy tờ cho cô chú anh chị em. Xe rất là mới, đi 4.000 km, bản xanh nhám bộ đội. Rồi, và chiếc thứ hai Tuấn Cương muốn giới thiệu tới cô chú anh chị em cũng là một chiếc xe Vespa Spring bản cao cấp, bản IS 125 thắng ABS, màu xanh nhám, bản đặc biệt, bản này là bản giới hạn luôn. Chào Trần Đình Vũ nhá. Đó, thì con này là Tuấn Cương bán cho cô chú anh chị em 71.500.000,
Bản này là bản cao cấp đời 2000, model 2020, trắng xanh. Và chiếc xe này là dòng IS, cho nên là cũng như các cái dòng xe trước, sở hữu thắng ABS, động cơ IZ. Ngoài ra nó có sử dụng một dàn đèn LED trước sau. Đó, thì là con này là 71.500.000 bao khung chứng giấy tờ cho cô chú anh chị em. Rồi, và chiếc thứ ba Tuấn Cường muốn giới thiệu tới cô chú anh chị em cũng là một chiếc Vespa Spring. Bản này bản IS ABS, và đặc biệt chiếc xe này ngoài như những chiếc xe mà Tuấn Cường mới giới thiệu đó, thì chẳng hạn như thắng ABS, động cơ IZ. Đó, đèn LED 2 tầng trước sau, màu trắng. Đặc biệt chiếc xe này sở hữu động cơ 150cc anh chị em, 150cc. Và chiếc xe này đang được bán tại hãng với giá 103 triệu. Đó, và chiếc xe này là đi 2000 km, rất là mới, như một chiếc xe đập thùng, đầy đủ phụ kiện theo xe, bảo hành trong hãng 3 năm cho cô chú anh chị em. Tuấn Cương bán cho cô chú anh chị em với giá 92 triệu bao khung chứng giấy tờ cho cô chú anh chị em. Và chiếc xe bản đặc biệt này sở hữu động cơ IZ 150cc luôn anh chị em. 150cc, một chiếc xe Vespa Spring bản cao cấp của dòng Piaggio, sở hữu động cơ 150cc. Đó. Và chiếc xe này là chạy 2000 km rồi, Tuấn Cương bán cho cô chú anh chị em với giá 92 triệu bao công chứng giấy tờ cho anh chị em. Và tất cả những cái giá xe Tuấn Cương đưa lên đây là giá niêm yết, và từ nay cho tới mùng 10, hết ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021, thì Tuấn Cương vẫn còn có những phần quà là trị giá 2 triệu đồng dành cho cô chú anh chị em đến mua bất cứ sản phẩm nào bên Tuấn Cương với cái giá niêm yết này. Anh chị em còn nhận thêm một phần quà là 2 triệu đồng. Đó, chính vì thế anh chị em hãy tới địa chỉ Tuấn Cương, xe máy Tuấn Cương.com, địa chỉ 148-150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các sản phẩm đang được bày bán và đang đợi cô chú anh chị em đến. Và Tuấn Cương cũng rất vui, từ 30 tháng 4 tới giờ Tuấn Cương đã trao hơn 10 phần quà cho tất cả các anh chị em hưởng ứng phong trào khuyến mãi cho quả Tuấn Cương trong dịp lễ nghỉ 4 ngày vừa qua. Và thưa anh chị em thân mến, thì bên Tuấn Cương còn rất nhiều tất cả các sản phẩm của Piaggio cũng như của Honda đang đợi chờ cô chú anh chị em đến ủng hộ Tuấn Cương. Đấy, và Tuấn Cương đã báo giá cho anh chị em tham khảo 3 chiếc Spring mới về Tuấn Cương trong buổi sáng ngày hôm nay. Toàn là những hàng cao cấp và hiện đại nhất của dòng Piaggio với tất cả các cái màu sắc hot nhất hiện nay. Đó, như chiếc xe này là Tuấn Cương báo giá cho cô chú anh chị em là 58.500.000 bao công chứng giấy tờ cho cô chú anh chị em. Và anh chị em nào đến trong thời gian còn khuyến mại hết ngày mùng 10 thì Tuấn Cương sẽ có quà 2 triệu tiền mặt cho cô chú anh chị em, tương đương với một gói sang tên đổi chủ anh chị em nha. Đó, chiếc xe này là bản ABS, động cơ IZ, siêu tiết kiệm xăng, sở hữu dàn ngoài xanh nhám bộ đội rất là đẹp luôn. 58.500.000 bao công chứng giấy tờ cho anh chị em. Và anh chị em mua trong dịp khuyến mại này thì sẽ được giảm giá 2 triệu, tương đương với phần quà 2 triệu Tuấn Cương dành cho cô chú anh chị em. Chào anh Nguyễn Quốc, SH5 125 ABS bao nhiêu? Chào Lê Vĩnh, Lê Hữu Vịnh, SH 125 ABS Tuấn Cương bán là 81 triệu anh nhá. Rồi. Đó, và chiếc xe thứ hai trong cái buổi chiều hôm nay Tuấn Cương cũng đã báo giá cho cô chú anh chị em rồi. 71.500.000 bao công chứng giấy tờ cho cô chú anh chị em. Và cũng như thể lệ, Tuấn Cương sẽ có phần quà trị giá 2 triệu cho cô chú anh chị em tới hết ngày mùng 10 tháng 5. Đó. Và chiếc xe thứ ba đó là cũng dòng Spring bản cao cấp, nhưng dòng này là 150cc. Hiện tại trong hãng bán 103 triệu, Tuấn Cương bán cho cô chú anh chị em 92 triệu bao cùng chứng giấy tờ, và cũng có phần quà 2 triệu đồng dành cho tất cả anh chị em nào đến với Tuấn Cương hết ngày mùng 10 tháng 5, và cũng là hết chiến dịch trao quà của Tuấn Cương để tri ân tới cô chú anh chị em đã từng ủng hộ Tuấn Cương. Đó. Chào đời là thế nhá.
Rồi. Xin chào tất cả các anh chị em đang theo dõi cái diễn đàn và cái buổi live stream buổi chiều hôm nay của Tuấn Cương. Đó, thì Tuấn Cương đã báo giá cho cô chú anh chị em và giá đã niêm yết trên các video và trên các cái làn sóng bán hàng của Tuấn Cương. Nhưng anh chị em nào đến với Tuấn Cương từ nay cho đến hết ngày mùng 10 tháng 5 đều được phần quà trị giá 2 triệu đồng dành tặng cho tất cả cô chú anh chị em. Như lời Tuấn Cương đã nói trên các cái diễn đàn của Tuấn Cương từ ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 cho hết ngày mùng 10 tháng 5. Đó. Rồi. 125 SH thì bên Tuấn Cương còn rất nhiều các cái dòng SH đây anh Nam nhá, anh Nguyễn Quốc nhá, Quốc Nguyễn nhá. Đó, anh xài màu gì? 125 ABS. Thì Tuấn Cương bán 80 triệu hoặc là 81 triệu 500 tùy theo đời theo loại. ABS thì rẻ hơn. Đó. Với tất cả các cái sản phẩm mà Tuấn Cương đã kiểm tra kiểm định và đồng thời đã đưa về bốn cửa hàng, bốn gian hàng của Tuấn Cương tại địa chỉ chợ xe Phú Nhuận này thì Tuấn Cương sẽ cam đoan cam kết với cô chú anh chị em nói không với tất cả các cái sản phẩm xe lỗi từ máy này, rồi là xe mà tai nạn ngập nước là Tuấn Cương sẽ đền cô chú anh chị em 100% tiền, hoàn tiền 100% nếu phát hiện xe lỗi hoặc là giấy tờ trục trặc đó. Và Tuấn Cương trong cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa rồi thì cũng rất vui và rất hân hạnh và cũng cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú đã đồng hành với Tuấn Cương, ủng hộ Tuấn Cương và đã nhận những phần quà của Tuấn Cương. Đấy, mỗi một phần quà là 2 triệu đồng Tuấn Cương đã trao được cho 16 khách hàng từ ngày 30 tháng 4 tới ngày hôm nay. Và từ nay cho tới hết ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021, Tuấn Cương vẫn còn có những sản phẩm và tương đương với tất cả các cái phần quà Tuấn Cương muốn tặng riêng cho những anh chị em ủng hộ Tuấn Cương cho hết ngày mùng 10 tháng 5. Đó. 148 150 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ cô chú anh chị em đến với Tuấn Cương. Anh chị em nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube cũng như tất cả các cái diễn đàn của Tuấn Cương. Mỗi khi lên sóng là Tuấn Cương đều phát trực tiếp và truyền hình trực tiếp trên các làn sóng bán hàng của Tuấn Cương như Zalo, Facebook, Fanpage xe máy giá rẻ thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt trên kênh YouTube xe máy Tuấn Cương, anh chị em có thể theo dõi và theo dõi trực tiếp cũng như theo dõi lại các cái video hoặc là cái buổi live của Tuấn Cương. Cần nhu cầu sử dụng loại nào, cần tư vấn xe hoặc cần tư vấn trả góp hay là cần tư vấn về giấy tờ, Tuấn Cương sẵn sàng phục vụ cô chú anh chị em 24/24 với đội ngũ nhân viên 15 năm trong kinh nghiệm về nghề xe cũng như về các cái vấn đề giấy tờ thủ tục cho cô chú anh chị em. Đó. Rồi thì Tuấn Cương trong cái buổi chiều hôm nay Tuấn Cương cũng đã lên sóng báo giá cho cô chú anh chị em ba sản phẩm của Piaggio, đó là Vespa Spring bản cao cấp ABS động cơ EZ, và cũng đã giao lưu với tất cả cô chú anh chị em và cũng đã thông báo còn những phần quà đang đợi cô chú anh chị em tới ủng hộ Tuấn Cương. Rồi đến đây thì Tuấn Cương xin kết thúc cái buổi live tại đây và chúc toàn thể cô chú anh chị em có một buổi chiều tối vui vẻ, tươi trẻ, hạnh phúc bên gia đình và luôn đồng hành với Tuấn Cương trên mọi miền Tổ quốc. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị em của Tuấn Cương trong tất cả các video kế tiếp của Tuấn Cương. Nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube xe máy Tuấn Cương để tất cả những anh chị em cô chú bác nào có nhu cầu sử dụng các cái sản phẩm xe ga cao cấp của Honda cũng như của Piaggio thì hãy ghé tới ủng hộ Tuấn Cương 148, 150 và 154 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị em. Rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ cô chú anh chị em. Theo dõi phần giới thiệu và đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube xe máy Tuấn Cương. Ấn vào cái chuông mỗi khi mà Tuấn Cương có các cái sản phẩm mới về, review, báo giá thì anh chị em nhận được thông báo.